Chào chào ông bà ạ. Nông xin mến chào quý khán giả toàn thể cùng các bác tiếp tục quay trở lại với video tiếp theo của Nông. Các bác hôm nay Nông lại với Pó Cừ, cũng lâu lâu rồi quay trở lại thăm lía một chút các bác ạ. Thì đối với lía thì hiện tại thì cũng hết kinh phí rồi, không còn quỹ rồi các bác ạ, nên cũng chỉ đi thăm lía không thôi. Mua cho bé nó một gói kẹo. Đấy, để cũng nói các bác là lía là hết phí quý từ cái thước phim trước. Lần trước anh ông đến đây cách đây cũng rất là lâu rồi. Gần một tháng rồi các bác ạ. Thì cũng thật sự là lía cũng là một mảnh đời cũng rất là đáng thương. Tuy nhiên lía thì cũng không có duyên nên là cũng không được ai giúp. Lía nó không ở được bên kia thì các bác, nếu mà các bác được theo dõi cái tập phim đầu tiên ông quay về lía, tập phim thứ hai quay về lía thứ hai thứ ba ở đấy, là ông có đến kêu gọi để giúp ba mẹ con lía đi, thì ông cũng có thì cũng được các cô các bác gửi quà cho, vừa gửi tiền vừa gửi cả quà. Mọi thứ để cho lía đấy, thì mẹ chồng của lía đến tranh lía, tranh quà của Mạnh Thường Quân thì mới mâu thuẫn là nàng dâu với lại mẹ chồng xô xát các bác ạ. Cái nhau với lía đấy thì đuổi lía ra khỏi nhà, túm cả tóc lía ra khỏi nhà đấy, thì lía cũng không muốn ở đấy nữa, thì mới bằng cách là tìm đến chỗ bố mẹ đẻ các bác ạ. Đấy, cũng xin nói các bác là như vậy. Thì lía là cũng một hoàn cảnh cũng đáng để giúp thôi các bác ạ. Thì sau đây anh ông xin mời quý cô bác và anh chị tiếp tục theo dõi video của anh ông. Lía hôm nay không đi làm gì à? Hả? Chị mua chị là? Hả? Lấy rau rồi đấy. Lía cao bằng phó ấy. Đi. Chị bú một chê là? Bú một chê mà. Ở bên ông này chị mua ở lê là? Chị mua. Ở đây vẫn còn dùng cái cối xay này à? Cối xay ngô các bác ạ. Giờ bốc cư là? Bốc cái nào hả? Nên chỉ cho chín một máy là? Máy mua mà giờ chỉ tao này. Thành chín rồi tao này. Thành rồi chỉ tao này. Đấy, cái này là cái cối xay. Cái cối xay ngô để ăn, xay bột ngô ấy. Để làm mền mén. Ngày xưa là toàn dùng xay cái này, xay để xay ngô để cho lợn và người ăn. Từ từ đi. Cái này làm một cái đục để đục riêng cái đá, cái cối xay này là nếu mà chọn đá không cẩn thận là hay vỡ lắm các bác ạ. Nên là làm phải cần chọn đá cẩn thận thì mới làm được mấy cái cối xay này, mới mở được các cái ránh, các cái bánh răng như này để nghiền. Đấy, nó mòn, kiểu dùng lâu ngày nó mòn xong là phải đục lại để mở ránh thì nó mới nghiền được ngô. Hai mặt đều giống nhau hết. Thế nếu ấy giờ tao hắn đò sùng. Ủa sùng mà ta sẽ ớt sùng. Ớt sùng. Ớt sùng sùng nè. Cái này là đục một lần như này là được 2 năm các bác ạ. Ơi. Nào. Ớt sùng lên đầu à? Chỉ mất to là? Dọn mà. Ê. Giờ đến đây cũng rất là nóng các bác ạ.
chị dọn là dọn hơn nó mà. Tụt cây đâu? Cây. Đấy, ở dưới lía là có một em gái của lía đang bị bị khuyết tật các bác ạ. Bị bẩm sinh. Nó chín rồi. Nó chín rồi. Nó tha chín rồi. Nó có thả lùn. Lấy cái kẹo là anh ông tự bỏ tiền mua thôi các bác ạ. Ui. Em gái của Lý tên là Cái này. Bị khuyết tật bẩm sinh. Chỉ đi lại ở trong nhà không làm được một cái gì. Nhẹ mùa nhớ sân chào chị mùa. Hả? Ý tù. Tù ní nè. Nhớ tù ní ở chi tàu bà chào. Chi tàu. Hả? Chị tao làm tí tụi mới dễ chịu cho. Tụi mới dễ? Nghe là? Nghe là? Hả? Tụi mới dễ chịu à? Chạy là? Hả? Chị chị hôm qua em gái bảo là bố đi lấy liên là vợ của bố. Thằng đúng không cô? Ai dễ nghe, ai dễ chịu. Ai dễ bảo là con cho lấy. Nó. 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 Nào, nào mấy bạn ở ngoài đâu? Nó chỉ nó bỏ nó thật quá. Kéo này chỉ bỏ nó đấy. Ô, lấy gì đấy? Đói lắm à? Vừa rồi có cô Quỳnh ở bên Mỹ, à đâu cô Quỳnh ở Canada cũng có tâm sự với anh ông là muốn giúp lía để sang bên chỗ cái mảnh đất hôm qua anh ông vừa chia sẻ. Như thì cũng nói với cô các bác là cái mảnh đất đấy thì cũng 99% ở trên kênh cũng bình luận là cái mảnh đấy không nên mua cho bó các bác ạ. Đấy thì anh ông cũng phải làm theo tất cả mọi người thôi, bởi vì là hôm qua thì đất cũng đang thay đổi nên là không đúng như đợt trước chia sẻ thì cũng không biết làm như nào. Thì có cô Quỳnh là mong muốn là gửi thêm tiền để mua cái mảnh đấy để cho bó với lại lía. Để cũng để xem như nào đã. Giờ anh ông cũng chưa giải quyết được, bởi vì là cái đấy là bây giờ hiện tại là cũng phải theo ý của Mạnh Thường Quân các bác ạ. Nếu mà cô Quỳnh mà cho mua ở đấy thì anh ông cũng phải mua ở đấy thôi, cũng phải làm theo ý của cô Quỳnh, vì cô cũng bỏ một khoản tiền rất là lớn để giúp các cháu. Vậy thì anh ông cũng phải làm theo cái người gửi tiền. Thì cũng rất là hy vọng là lía cũng được giúp, được cô Quỳnh yêu thương thì sẽ cho mua cho lía một mảnh đất nữa. Nhiệm mùa nhớ sân chào chú mùa. Nhiệm mà ôi tủ tư xí tạo bản nhau này. Nhớ tụi nhớ là mà. Tụi nhớ chơi o là nhớ. Lạ mà. Chị mới dễ chịu cho. Tí chị mới dễ chịu, tụi mới dễ nghe. Nghe mới dễ chịu cho. Thì lía thì hồi nãy anh ông cũng nói rồi. Trước đây được quà của các cô thì mẹ chồng đến tranh xong là xích mích nhau. Mâu thuẫn với nhau thì đuổi lía ra khỏi nhà. Hiện tại là lía cũng muốn đưa cả hai con đi theo, nhưng mà các bác cũng đã được theo dõi phim ấy, thì bên nhà chồng
là khăng khăng giữ là không cho Lía mang con đi. Hiện tại cả con bé này đang ăn ti đấy thì là cả bên nhà chồng không muốn cho đi nữa. Muốn cho con bé này đi thì Lía kéo thì mới được. Như thảo lo mình giờ cho hao nhớ đó. Lo cho mũ chỉ phú lâu. Chỉ phú lâu chỉ phú đậu mà chỉ phú lâu. Hiện tại đây thì cả hai mẹ con cũng đang ăn ở với lại ông bà ngoại của bác ạ. Mua chín nó chín mua. Chín mua. Tại chín mua là. Tại chín mua nè. Tia. Tia. Bốc cười nè. Nhớ sợ tha nè. Lê cho con đi nè. Lê vô hai chín nọ, ôi lê mình nhớ nâu lọ. Lê nè. Lê chín mua rồi. Chín mua lê, chín mua. Chín mua cái lê mà chín mua cái lê nọ. Tia là. Tia. Chú mê. Chú mê. Ủa, sao nó đỏ á. Ngô thì vẫn còn. Đấy, đàn ông vừa trèo lên xem ngô. Gia đình nói là ngô sắp hết rồi. Nên thì đàn ông mới trèo lên. À, còn vẫn còn ít. Nên hiện tại là hai mẹ con của Lía thì đang ăn nhờ của bác. Con bé thì ăn cơm gạo. Không muốn ăn cơm ngô. Cơm ngô không ăn được. Thì cũng rất là mong là các cô, các bác cùng quan tâm đến hoàn cảnh của Lía, các bác ạ. Cũng rất là khó khăn. Như người Mông ở chỗ nào cũng vậy. Thì, khi mà chồng chết thì toàn bỏ con xong đi. Nhưng mà Lía thì lại không làm điều đấy. Lía là muốn nuôi có con hết, con thì bên chồng không cho đi, bên nhà chồng không cho đi theo Lía. Nè, mua cho chi tàu là lỡ, mình nhớ tàu là. Này chúng mong mà mua cho chi cho con nền dân cho như này mà la hay á. Cho thì lộ cái lầu lại mà dân. Có mò hàn đào xuống không mà nhớ, có chi xuống là. Từ nhẹ tài cho nhẹ tài hấp bóng, chỉ cậu cho xuống đi. Hàn đào? Cậu chi. Ô. La hay có. Lía là hôm nay mẹ của Lía tiết lộ là Lía 15 tuổi đã đi sang bên kia để làm dâu rồi. Đấy. Ui ôi. Lía là chín mấy phố chị phố? À chị xung. Ui ui. Tù á chị, tù á chị xung. Tù gia. Tù gia xung. Ừ. Châu mì mua. Nên gọi á chị. Nóng y o. Lâu lâu. Này cậu. Này cậu ít chồng không đi. Mình có ít chồng. Ừ. Ồ. Hôm nay này ít chồng. Ừ. Năm nay Lía 21 tuổi đó. Đấy là đi lấy chồng từ lúc 15 tuổi rồi. La cậu. La. Có chi chồng mà mua cho chi mà la hay ơ. La ơ. Cậu chi chồng một cái như cái lầu mà. Ừ. Người, hôm nay đến cũng nãy cũng nói rồi đến thì quý của Lía thì không còn nên là không mua được gì cho Lía các bác ạ, chỉ nông tự bỏ tiền túi ra mua cho gói kẹo thôi cho bé của Lía. Mẹ đây ở đây đây ăn kẹo.
Hả? Em tên là gì? Nó bây hôn lấy chả? Nè. Nè, nè. Em tên là gì ạ? Dạ. Hả? Hả? Nó bây hôn lấy chị? Con luôn bây hôn lấy chị mua rùa? Rùa. Rùa. Rùa, 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 rùa. Rùa. Nói hiện tại là em khác ở nhà nuôi con này à? Vâng chứ, sao lại ở thế? Hôm nọ đến mua gà thì em này có một cái căn nhà bé bé bằng cái chuồng bò ở bên kia, cũng sắp đổ đến nơi rồi. Hôm nay đến này thấy sang bên này để gánh nước. Cầm cho em đi, cầm cho con này, cầm đi chị cha mò mò. Này cho lía. Nhìn đi mông hắn đào xuống ở co chị sùng. Nên gõ xuống. Con là tuần đi là. Có mô hòn đào xuống to cho chi hò nó. Mô nền cầu. Thầy thấu lô nè. Thấu lô. Thấu lô mô nền cầu. Mô nền cầu xuống. Nền cầu xuống. Mô nền cầu nhìn ô mai hò ô xuống luôn. À mai con em ô xuống nè. Ô xuống. Ô xuống. Lâu xuống. Cầu gì xuống. Cầu gì xuống đó là đó. Cầu gì xuống. Cầu gì xuống đó. Cầu gì xuống đó. Cầu gì Mày Nhớ có to là hai mẹ con ăn cái gì? Hả? Hai mẹ con ăn cái gì? Hả? Cái này là cây lanh các bác ạ. Đi làm cái áo mặc. Đi làm cái áo mặc à? Vâng, làm cái áo mặc, giỏ cho cái chuột chết. Làm mấy chứ, làm váy chứ. Cái này là chỉ bao thôi. Chỉ bao. Ôi chắc thế nhỉ? Tăng rồi, tăng rồi. Tăng một chỉ trông rồi. Chắc thật đấy. Tăng rồi đấy. Cảm ơn đưa đây. Khó phụ phổ mà chỉ trông rồi, chỉ chinh rồi. Nghĩa chỉ ít tay chỉ tăng. Cái lanh này chắc thật nhỉ. Ui dù lao. Cái lanh này chắc đấy nhỉ. Kéo không đứt đâu bé bé này mà kéo không đứt này. Thảo nào thấy một bộ quần áo của người Mông mặc rất là lâu bác ạ. Một bộ áo thổ cẩm ấy của người Mông. Cái cây lanh này thật sự là rất là chắc luôn. Ây ô. Sợ nhè, thấy đi toàn hay thấy người Mông làm nhưng mà chưa được kéo, hôm nay kéo thử thì mới chắc như này. Cực kỳ chắc luôn cái cây lanh này, cái vỏ cây lanh này.
ô chỗ ní ơi ở xuân na xây tàu cầu xuống như lima tàu mà cầu xuống cát chiến tố đấy hân vừa hỏi các chú ở đây thì có nói là một bộ áo này 10 năm không hỏng làm được một bộ áo mặc cây lanh xem nối kiểu gì đấy đây xem nối kiểu gì đấy. Chắc thế. Khó à. Nối kiểu gì mà chắc thế nhỉ, kéo không đứt được này. Rồi nối xong rồi. Tơ là lơ. À, muốn đứt. Chắc thật đấy, đùa nhỉ. Cái cây bé tí mà này, sợi bé tí mà chắc thế này. Bố có tù mà. Ô tù còn đi ăn. Thú ác nhỉ. Cái này chỉ có người Mông mới biết làm cái này các bác ạ. Úi, con thịt để đâu á? Dưới xe. Bỏ đi xem. Rồi, đường bao nhiêu phút rồi? Cái lanh này thật sự là chắc nhỉ. Chỉ những gì no co. Bé bằng cắt tay, đứt tay. Chắc thật đấy. Xem đấu kiểu gì đấy. Làm quen thì cũng nhanh thôi. Em không làm à? Em không làm cái kia. Em không là đâu. Không là. Là đi chứ. Là lạ quá. Giờ này đã 10 giờ. Thì cũng một lần nữa lại tiếp tục mong các cô các bác cùng giang tay giúp đỡ ba mẹ con, hai mẹ con, ba thành ba mẹ con. Nếu mà đón được một con về nữa là ba mẹ con lía để có cái bữa ăn các bác ạ. Hiện tại lía thì cũng đang ở nhờ bên này, thì con bé thì cũng không ăn được cơm ngô của ông bà ngoại thì cũng còn ít, nên là rất là mong là các cô các bác xem được thước phim ấy thì mỗi người san sẻ chút ít để giúp ba mẹ con lía để có cơm ăn. Nếu mà được cô Quỳnh giúp thì mấy đứa sẽ lại di chuyển lía sang bên kia để ở bên kia. Bố tổ lia mùa nhớ tỏ chứ bố. Mùa bây gió à học bố mà, gió à gió lia mà. Cái thước phim của anh ông cũng xin được khép lại ở đây. Anh ông xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại mọi người các cái thước phim sau. Cháu anh ông xin giới thiệu với các cô các bác là cháu nông có bán mật ong rừng và mật ong khoái, mật ong bạc hà. Ngoài mật ong thì cháu nông có bán là cái nụ hoa tam thất các bác. Nụ hoa tam thất là có tác dụng là an thần, tốt cho hệ thần kinh, tạo giấc ngủ ngon, hỗ trợ huyết áp cao, tăng cường trí nhớ ở người cao tuổi, thanh nhiệt cơ thể, thải độc, tăng cường chức năng gan, thận, giúp bổ máu, phòng ngừa thiếu máu,
đặc biệt là với người phụ nữ sau sinh, hỗ trợ rối loạn tiền đình, thiếu máu não, làm sáng mắt, giảm béo, hạ mỡ máu, chống ung thư, tăng cường miễn dịch. Các bác ạ, đây là cái nụ hoa tam thất. Còn đây là đu đủ, hoa đu đủ đực. Các bác ạ, là đây, phòng chống ung thư, giảm thiểu kích thước khối u, hỗ trợ điều trị bệnh liên quan đến đường tiêu hóa như viêm ruột, ợ nóng, tiêu khó tiêu, trào ngược thực quản, ngăn chặn cơn đau tim mà đột quỵ. Hoa đu đủ đực chứa rất là nhiều loại bệnh các bác ạ. Hoa đu đủ có tác dụng rất là nhiều. Tiếp là cây huyết đằng các bác ạ. Đây là cây cỏ máu, cũng đã nông cũng đã được phơi khô rồi, là hỗ trợ đường huyết, hỗ trợ tiêu hóa, giúp ăn ngon ngủ tốt, tăng cân, hỗ trợ đào thải độc tố trong cơ thể, hỗ trợ mát gan, giải độc gan, hạ men gan, hỗ trợ giúp da mịn màng hồng hào, hỗ trợ giảm thiếu máu não, cơ suy nhược, đau dạ dày và phụ nữ sau sinh. Vâng ạ, đây là cây cỏ máu. Còn tiếp là cây chè dây. Ở trên này là có chè dây. Chè dây thì hiện tại là có hơn 20 cân. Là một túi cây cỏ máu là 2 cân các bác ạ. Nhưng mà các bác có mua 2 cân thì giá nó sẽ rẻ hơn. Công dụng của cây chè dây là hỗ trợ điều trị viêm loét dạ dày, viêm loét tá tràng, viêm hang vị dạ dày, hỗ trợ điều trị ợ hơi, đau rát thượng vị, ợ chua, giúp an thần, hỗ trợ điều trị mất ngủ, giúp ổn định huyết áp, hỗ trợ điều trị huyết áp cao, giải độc trong cơ thể, hỗ trợ điều trị tiêu viêm, giảm đau, làm liền sẹo, làm lành vết loét, diệt vi khuẩn HP, giảm quá trình viêm dạ dày, hành tá tràng. Là nói chung là mỗi loại có một cái tác dụng riêng. Các bác có thể là tham khảo ở trên mạng, ở trên Google, là các bác gõ là cây chè dây có tác dụng gì, có công dụng gì, và cây cỏ máu là có công dụng gì, thì chị Google chị sẽ bảo cho mình. Rất là mong là các cô các bác đi qua kênh nhớ ủng hộ kênh, để kênh có kinh phí đi lại để giúp bà con nghèo ở vùng cao. Cảm ơn ông, xin cảm ơn các bác đã ủng hộ.